chiều nay ngày 2 tháng 4, chuyến bay thuê chuyến đầu tiên chào hè 2023 của Bamboo Airways từ Macau đã hạ cánh Cam Ranh. Các hành khách được chào đón trong sự ấm áp nồng hậu của Bamboo Airways, cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và các đơn vị lữ hành. Gần 200 hành khách trên chuyến bay QH9853 đã vô cùng ấn tượng với màn xuất hiện đặc biệt của vòi rồng sau khi máy bay lăn vào sân đỗ. Đây là một khởi điểm thuận lợi cho du lịch biển Cam Ranh hè năm nay và cũng là lời hứa hẹn của những cánh bay xanh lá sẽ đưa thật nhiều du khách quốc tế tới các điểm du lịch xinh đẹp của Việt Nam trong mùa hè 2023 này.